Ok các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ được học một phần mới, một âm mới, đó là âm y dài. Âm y dài này thì chúng ta sẽ gặp trong trường hợp nào? Đó là chúng ta gặp hai chữ e đứng gần nhau, chúng ta thông thường chúng ta sẽ được đọc là vần y y. Các bạn nhớ thế nào đọc rất là rõ ra. Còn cái âm y ngắn thì chúng ta sẽ đọc là y y y. À, còn đây là y, được chưa nào? See. See nghĩa là nhìn này. See, ok. Tiếp tục này. Cũng là vần y nhưng chúng ta thêm chữ d vào đúng không? Seat, seat, ok chưa? Thêm chữ đờ này, seat, ha. Tiếp tục cho ăn, cho một ai đó ăn hoặc cho một con vật gì đó ăn, chúng ta sẽ dùng một từ, đó là từ feed, feed, nhớ chưa nào? Nhớ bật chữ đờ này, feed, ha. Tiếp tục này, three, thở gió này, three, ok, three, sleep, y dài này, xong thêm bật chữ pờ này, sleep. Sleep, ok. Các bạn nhớ chữ này nhé. Chúng ta là peak, đúng không? Bật chữ K nha. Peak, peak, ok. Phần câu của chúng ta này. Mark, nhớ chữ C này chúng ta cũng bật giống như chữ K luôn. Mark likes, Mark likes to feed his three girls. Mark rất là thích cho ăn ba cái con dê của anh ấy, đúng không nào? Mark likes, các bạn có thể dừng lại ở đây, likes, được chưa? Sau đó này, to fit, dừng lại ở đây, đó, nghĩa là chúng ta ngắt này, Mark likes to fit, hoặc là các bạn đọc nhanh, Mark likes to fit, là một đoạn, ha. Rồi chúng ta ngắt với cái đoạn này, his three girls, his, chữ S này, his three girls, girls, nhớ chưa nào? Đó, rồi, các bạn luyện tập cho cô phần này nhé.